Lại nữa, người đó, lúc lâm chung, giây phút cuối cùng, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả thân, thuộc, thảy đều xả lìa, tất cả oai thế, thảy đều mất hết. Thừa tướng đại thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, châu báu phục tàn, tất cả như vậy đều không mang theo được. Chỉ có 10 điều nguyện vương này, không xả lìa, tất cả mọi thời, nó luôn dẫn đường ở trước. Trong một sát na, liền được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Đến rồi, liền thấy Đức Phật A-di-đà, Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ-Tát Phổ Hiền, Bồ-Tát Quán Tự Tại, Bồ-Tát Di Lạc vân vân. Những vị Bồ-Tát đó, sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ, cùng nhau vây quanh. Lại nữa, người đọc tụng 10 điều nguyện vương của Bồ-Tát Phổ Hiền, lúc lâm chung, giây phút cuối cùng tất cả căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, thảy đều tan hoại, tất cả thân, thuộc cũng đều xa lìa, tất cả oai đức quyền lực đều mất hết. Nếu bạn là ông vua, thì thừa tướng đại thần, cung điện thành quách tài sản trong ngoài, voi ngựa xe cộ, châu báu phục tàn, tất cả đồ quý báu như vậy, lúc bạn lâm chung, thì tất cả những thứ đó đều không thể mang đi theo bên mình bạn được. Chỉ có 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này không xả lìa, vì nó ở trong ruộng thức thứ 8 của bạn, cho nên chẳng lìa khỏi. Tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, nó luôn dẫn đường ở trước bạn. Trong khoảng một sát na thì người đó liền được vãng sinh về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Đến rồi, liền thấy Đức Phật A-di-đà, dịch là Phật Vô Lượng Thọ, hoặc Phật Vô Lượng Quang, Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi, dịch là Diệu Đức, tức là Bồ-Tát Diệu Cát Tường, Bồ-Tát Phổ Hiền, Bồ-Tát Quán Thế Âm, Bồ-Tát Di Lạc, còn gọi là Từ Thị, A-dật-đà, dịch là Bồ-Tát Vô Năng Thắng. Tương lai, Ngài sẽ đến thế giới Ta Bà này, thành Phật, là vị Phật thứ 5 trong kiếp hiền. Có một số ngoại đạo nói, Bồ Tát Di Lạc đã thành Phật rồi. Kỳ thực, Bồ Tát Di Lạc còn rất lâu mới xuất thế. Hiện tại là lúc kiếp diệt, 100 năm tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi, thân cao giảm xuống 1 tấc, giảm đến tuổi thọ con người còn khoảng 10 tuổi thì ngừng. Thân cao chỉ còn 1 thước. Lúc đó, con người cao bằng con chó bây giờ. Thân con người tuy nhỏ, nhưng tâm người rất xấu xa, càng nhỏ càng xấu. Khi mới sinh ra thì hiểu biết sự dâm dục, giống như heo chó bây giờ. Xuất sinh, vừa sinh ra thì chẳng bao lâu bèn có tâm dâm dục. Đợi đến lúc con người còn khoảng 10 tuổi thì chỉ cần dùng một cọng cỏ, một lá cây thì có thể giết chết người, cho nên người với người hổ tương tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa, vì người quá nhiều, nhiều giống như kiến, khắp nơi đều có, dù không tàn sát lẫn nhau, nhưng sống đến 10 tuổi thì cũng sẽ chết. Từ thời gian đó, bắt đầu, cũng mỗi 100 năm thì tăng thêm 1 tuổi, thân cao thêm 1 tấc, tăng đến tuổi thọ con người 8.000 tuổi thì ngừng. Sau đó lại giảm xuống tuổi thọ con người 8.000 tuổi, thì Bồ Tát Di Lạc mới thị hiện ra đời thành Phật. Hết thảy những vị Bồ Tát đó, sắc tướng đoan nghiêm viên mãn, công đức đầy đủ, đều đến cùng nhau vây quanh. Người đó tự thấy mình sinh trong hoa sen, được Phật thọ ký. Được thọ ký rồi, trải qua vô số 10.000.000 ức na do tha kiếp, khắp ở trong 10 phương bất khả thuyết thế giới, nhờ sức trí huệ, tùy thuận tâm chúng sinh mà làm lợi ích, chẳng bao lâu sẽ ngồi Bồ Đề đạo tràng, hàng phục ma quân, hành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe diệu pháp, khiến cho chúng sinh
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, phát bồ đề tâm, tùy theo căn tánh của họ, giáo hóa thành thục, cho đến hết thọ biển, kiếp vị lai, rộng lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, những chúng sinh đó hoặc nghe hoặc tin người, mười đại nguyện vương này thọ trì đọc tụng, rộng vì người nói, thì hết thảy công đức, trừ Đức Phật Thế Tôn ra, không có ai biết được. Cho nên các vị nghe mười đại nguyện vương này, đừng sinh tâm nghi hoặc, nên tiếp thọ, thọ rồi thì đọc, đọc rồi thì tụng, tụng rồi thì trì, cho đến biên chết, rộng vì người nói, những người đó trong khoảng một niệm, hết thảy hạnh nguyện đều được thành tựu, đắc được phước tích tụ vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu giúp chúng sinh, khiến cho họ được thoát khỏi, đều được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Người đó từng đọc tụng, thọ trì, biên chép mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này, tự thấy mình sinh trong hoa sen ở thế giới cực lạc Tây Phương. Thế giới cực lạc phương Tây chỉ có người nam, chẳng có người nữ, hết thảy mọi người đều là hoa sen, hóa sinh, hoa nở thấy Phật, liền được Phật A-di-đà, vì họ thọ ký. Lúc nào sẽ được thành Phật? Được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, đi đến khắp mười phương, bất khả thuyết thế giới. Nhờ sức trí huệ của mình, tùy thuận tâm chúng sinh, mà làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, người đó chẳng bao lâu nữa sẽ ngồi bồ đề đạo tràng, hàng phục thiên ma ngoại đạo và ma quân, thành Phật. Chuyển bánh xe diệu pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật, phát bồ đề tâm, tùy theo căn tánh của chúng sinh. Dùng phương tiện khéo léo giáo hóa, thành thục họ, cho đến hết thuở biển kiếp, vị lai, rộng lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, những chúng sinh đó thọ trì, đọc tụng, phẩm, phổ hiền hạnh nguyện này, được nghe được mười đại nguyện vương này, được tin mười đại nguyện vương này, thọ nơi tâm, trì nơi thân, đọc tụng, hoặc thuộc lòng, lại rộng vì người giảng nói mười đại nguyện vương này, thì hết thảy công đức, trừ Đức Phật Thế Tôn ra, không có ai biết được người đó có được bao nhiêu công đức. Cho nên, các vị nghe đọc, nghe được mười đại nguyện vương này, nên nhớ đừng sinh tâm nghi hoặc. Do đó có câu, người tu đạo, tâm chớ nghi, nếu khởi tâm nghi, liền mê mờ. Người tu đạo, đối với pháp của Phật nói, đừng có sinh tâm mê hoặc. Nếu bạn có tâm nghi, thì dễ lầm vào đường tà, nên tiếp thọ đạo lý này một cách chân thực. Sau đó, đọc mười đại nguyện vương này, lập lâu rồi thì tụng học thuộc lòng, tụng rồi thì trì mười đại nguyện vương này, hoặc dùng bút để biên chép, hoặc thường thường vì người giảng nói mười đại nguyện vương này, tất cả những người đó trong khoảng một niệm, hết thảy hạnh nguyện và công đức tu hành đều được thành tựu, đắc được phước tích tụ vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu độ tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, khiến cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi biển khổ phiền não, đều đến được niết bàn bờ bên kia, đều được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tuy chỉ bốn chữ mà có thể bao quát hết thảy Phật pháp. Đức Phật có mỗi một bộ kinh điển đều vì người thỉnh pháp. Chỉ có kinh A Di Đà, không có ai thỉnh pháp, là bất vấn tự thuyết, tức không hỏi mà nói. Tại sao chẳng có người nào thỉnh pháp? Vì chẳng có ai minh bạch pháp này. Pháp môn tịnh độ trước mắt nhìn thấy rất là đơn giản, nhưng trên thực tế bốn chữ A Di Đà Phật này bao quát tam tạng
12 bộ kinh điển, mười mấy năm trước tôi niệm Phật có cảm ứng nên làm một bài kệ rằng: A Di Đà Phật, vạn pháp vương, ngũ thời bát giáo tận hàm tàng, hành nhân đảm năng chuyên trì tụng, tức chí tịch quan bất động tràng. Có nghĩa là Phật A Di Đà vua vạn pháp, năm thời tám giáo bao hàm hết, người tu chỉ cần chuyên trì tụng sẽ đến cõi tịch quan bất động đạo tràng. A Di Đà Phật tuy chỉ là một câu danh hiệu Phật, nhưng nếu bạn niệm danh hiệu Phật thì sẽ minh bạch tất cả các pháp. Cho nên nói A Di Đà Phật vua vạn pháp. Năm thời là thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã, thời Pháp Hoa Niết Bàn. Tám giáo là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo, Đốn giáo, Niệm giáo, Bí Mật giáo, Bất Định giáo. Năm thời tám giáo này đều bao hàm ở trong bốn chữ A Di Đà Phật này. Cho nên người tu hành chỉ cần chuyên tâm tụng trì danh hiệu Phật A Di Đà thì chắc chắn sẽ đến được cõi tịnh độ, thường tịch quan, bất động đạo tràng. Một số người nhầm lẫn nói pháp môn niệm Phật là để dành cho các cụ già, người có trí huệ thì không cần tu hành pháp môn này. Đây là tư tưởng sai lầm. Phương pháp niệm A Di Đà Phật này, người có trí huệ cũng tu được, người ngu si cũng tu được. Pháp môn này bao gồm ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Tại sao chúng ta phải niệm A Di Đà Phật? Vì chúng sinh ở thế giới Ta Bà này rất có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là phổ môn thị hiện, có 32 ấn thân. Tất cả chúng sinh càng có duyên với Phật A Di Đà, vì Phật A Di Đà là sư phụ của Bồ Tát Quán Thế Âm, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật A Di Đà thuở xưa khi chưa thành Phật làm tỳ kheo phát tạng, đã từng phát 48 đại nguyện, mỗi lời nguyện đều tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật. Thế giới Cực Lạc chỉ có người nam, vì người từ hoa sen sinh ra, người sinh ra về thế giới Cực Lạc trước hết thác sinh vào trong thai hoa sen. Một khi chúng ta niệm Phật thì nhụy hoa sen của thế giới Cực Lạc lớn lên một chút. Niệm Phật càng nhiều thì hoa sen càng lớn, đợi khi lớn như bánh xe thì lúc lâm chung tự thân Phật A Di Đà sẽ đến rước chúng ta về thế giới Cực Lạc. Linh tánh của chúng ta ở trong nhụy hoa sen nở ra thì pháp thân liền hiện ra. Do đó, hoa nở thấy Phật, khi hoa sen nở ra thì sinh ra một vị Phật. Thế giới Cực Lạc cách chúng ta 10 vạn ức cõi Phật, người ở thế giới Cực Lạc đều là hoa sen hóa sinh. Cho nên nói, nguyện sinh về Tây Phương tịnh độ, chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Chúng ta hết thảy chúng sinh niệm Phật A Di Đà thì sẽ sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật A Di Đà đã từng phát nguyện, khi tôi thành Phật, hết thảy 10 phương chúng sinh, nếu ai xưng niệm danh hiệu của ta thì đều sinh về nước ta, hoa sen hóa sinh, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở thế giới Ta Bà, nếu ai niệm Phật A Di Đà thì khi lâm chung Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn người đó về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Có bài kệ rằng: 10 phương Phật ba đời, A Di Đà bậc nhất, chính phẩm độ chúng sinh, oai đức vô cùng cực. Tương lai thời kỳ mạt pháp, Phật pháp sẽ đoạn diệt, tất cả kinh điển đều sẽ tiêu diệt. Tại sao? Vì chúng sinh chẳng có phước báu, tội nghiệp quá nặng, chẳng có cơ hội nhìn thấy kinh điển.
Đừng nói tương lai, người hiện tại bây giờ, có những người con mắt chẳng có bệnh gì, nhưng nhìn chữ trong kinh điển chẳng rõ ràng, có sự chướng ngại. Đây đều là nghiệp chướng, đây cũng giống như mạt pháp, có mắt mà nhìn Phật pháp chẳng rõ ràng. Thời kỳ mạt pháp, tất cả kinh điển đều sẽ tiêu mất. Trước hết, diệt mất kinh Lăng Nghiêm, sau đó diệt mất những kinh khác, cuối cùng chỉ còn lại kinh A Di Đà tồn tại trên thế gian khoảng 100 năm, độ rất nhiều chúng sinh. Sau chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tồn tại khoảng 100 năm, lại độ rất nhiều chúng sinh. Cuối cùng chỉ còn lại 4 chữ A Di Đà Phật, tồn tại trên thế gian khoảng 100 năm. Cuối cùng thì 4 chữ A Di Đà Phật cũng tiêu diệt mất, lúc đó Phật pháp hoàn toàn đoạn diệt. Kinh A Di Đà là kinh không hỏi mà Phật tự nói, vì kinh này rất quan trọng. Chúng ta người học Phật pháp gặp được pháp môn này, đừng coi thường bỏ qua. Như người tham thiền, tham niệm Phật là ai, đủ thấy chúng ta quá khứ đều niệm Phật, mới biết tham niệm Phật là ai. Nếu chẳng cần niệm Phật mà tham niệm Phật là ai, bạn vốn chẳng cần niệm qua, ai niệm Phật, vốn chẳng có ai niệm Phật, làm sao có thể nói niệm Phật là ai? Cho nên do câu thoại đầu niệm Phật là ai này có thể biết chúng ta trong đời quá khứ đều đã từng niệm Phật, bất quá có người niệm nhiều, có người niệm ít, có người niệm thành tâm, có người niệm cẩu thả. Nếu chúng ta cố gắng siêng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Ở thế giới Cực Lạc chẳng có các sự khổ, chỉ hưởng các điều vui. Nguyện con lúc mạt sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, thấy được Đức Phật A Di Đà, liền được vãng sinh cõi an lạc. Nguyện cho con lúc mạt lấp sắp lâm chung đều trừ diệt hết tất cả báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng. Không có báo chướng thì không thọ khổ báo chướng, không có nghiệp chướng thì không thọ nghiệp báo đời sau, không có phiền não chướng thì sẽ đoạn được vô minh. Thấy được Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương Cực Lạc, con liền được vãng sinh về cõi an lạc. Phật A Di Đà là tiếng Phạn, dịch ra là vô lượng thọ, vì ngài thọ mạng vô lượng, còn gọi là vô lượng quang, vì quang minh của ngài vô lượng. Vị này là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài có duyên với chúng sinh thế giới Ta Bà, cho đến tất cả chúng sinh trong mười phương cõi nước, thế giới này thế giới kia, cõi nước này cõi nước kia, vô lượng cõi nước chư Phật. Tại sao đều có duyên? Vì khi ngài còn ở tại nhân địa thì đã từng phát nguyện, nếu tôi thành Phật rồi, cõi nước của tôi là thế giới Cực Lạc. Hết thảy mười phương thế giới không có sự an vui như thế giới của tôi. Hết thảy tất cả chúng sinh trong mười phương nếu muốn sinh về nước tôi, chỉ cần trì danh hiệu tôi thì tôi nhất định tiếp dẫn họ đến thành Phật. Nếu họ không thành Phật thì tôi cũng không thành Phật. Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện để độ chúng sinh, do đó mười phương chúng sinh ai thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đều sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc, nhất là mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, cuối cùng cũng là phát nguyện vãng sinh về Tây Phương thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là Tây Phương Phật A Di Đà. Trong mật tông thuộc về Liên Hoa Bộ, thế giới phương Đông là Phật A Xúc thuộc về Kim Cang Bộ. Chuyên tu pháp kim cang bất động, pháp kim cang chủ yếu là pháp hàng phục, pháp câu triệu. Tại sao có thể câu triệu ma lại? Vì có kim cang lực sĩ, giống như cảnh sát ra lệnh bắt, không đến không được. Đây gọi là pháp câu triệu, cũng là pháp hàng phục. Kim cang lực sĩ hiện ra tướng mạo
kiềm càng, khiến cho yêu ma quỷ quái sợ hãi. Pháp của Đức Phật A Di Đà tu là pháp nhiếp thọ, dùng sức từ bi tiếp dẫn chúng sinh về nước của Ngài. Pháp hàng phục là sau khi hàng phục rồi, kêu bạn sau này không thể làm việc hồ đồ nữa, không thể không giữ quy củ, nhưng bạn vẫn có thể muốn đi đâu thì đi. Pháp nhiếp thọ là Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh về cõi nước của Ngài, theo Ngài tu hành, cho nên Phật A Di Đà và Phật A Xuất, một vị thì dùng từ bi giáo hóa chúng sinh, một vị thì dùng ai đức để giáo hóa chúng sinh, một vị dùng pháp triết phục, một vị thì dùng pháp nhiếp thọ, cho nên hai vị Phật này đều giáo hóa chúng sinh thế giới Ta Bà, đều rất có duyên với chúng sinh nhất. Khi con vãng sinh nước đó rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, tất cả viên mãn hết không thừa, lợi lạc tất cả cõi chúng sinh. Nếu bạn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nguyện lực của Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn bạn về thế giới cực lạc. Người tu hành mười nguyện, mười điều nguyện vương này của Phổ Hiền nói: khi con được vãng sinh về thế giới cực lạc, con sẽ tu hành thành tựu mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thảy tất cả pháp môn, tất cả hạnh môn tu hành đều viên mãn hết thông thừa. Viên mãn hạnh môn tu hành của con, viên mãn nguyện lực của con phát ra, tất cả đều viên mãn, không có chút thiếu sót nào. Lúc đó tất cả hạnh của con, tất cả nguyện của con đều viên mãn, công phu tu hành của con viên mãn, đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng. Con cũng đi đến cõi Tây Phương cực lạc thế giới, lợi lạc tất cả chúng sinh, hết thảy chúng sinh đều phải độ họ thành Phật. Tại sao? Vì con được an lạc rồi, cho nên con phải khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc. Chúng hội Phật, đó đều thanh tịnh, khi con sinh ra trong hoa sen, thấy được Như Lai vô lượng quang, con liền được thọ ký Bồ Đề. Phật A Di Đà, thế giới cực lạc, có liên trì hải hội, các đại Bồ Tát đều thanh tịnh. Lúc đó, con từ trong hoa sen, thắng diệu hóa sinh, hoa nở thấy Phật, thấy được Phật vô lượng quang, ở thế giới cực lạc, lập tức liền thọ ký Bồ Đề cho con, nói, con lúc nào sẽ thành Phật. Mong Như Lai, đó thọ ký rồi, hóa thân vô số trăm ngàn ức, trí lực rộng lớn khắp mười phương, khắp lợi tất cả cõi chúng sinh. Mong được Đức Phật A Di Đà thọ ký rồi, con lại hóa thân vô số trăm ngàn vạn ức, trí huệ rộng lớn của con đồng với trí huệ của Phật, đầy khắp mười phương tất cả mọi nơi, rộng độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo. Cho đến hư không thế giới tận, chúng sinh và nghiệp phiền não tận, khi tất cả vô tận như vậy, nguyện con rốt ráo luôn vô tận. Hư không vốn là vô tận, thế giới cũng vô tận, chúng sinh cũng vô tận, nghiệp của chúng sinh cũng vô tận, phiền não của chúng sinh cũng vô tận. Giả sử những thứ này đều có thể tận, nhưng nguyện lực của con cũng không cùng tận. Nhưng những thứ này cũng đều không cùng tận, thế giới có thành trụ hoại không, thành trụ hoại không của thế giới, chẳng phải không mà là vô tận, hoại cũng vô tận, đây đều là pháp luân lưu, tức cũng là sinh trụ dị diệt. Con người chúng ta, 20 năm là sinh, 20 năm là trụ, tức ngừng lại, 20 năm là dị, tức biến đổi. Biến hóa từng sát na không ngừng. Biến dị rồi thì diệt, diệt cũng không phải là một ngày diệt, cũng phải 20 năm, cộng lại là 80 năm. Sinh trụ dị diệt, tức cũng là thành trụ hoại không. Thế giới, một tăng một giảm là một kiếp, tuổi thọ con người từ 84.000 tuổi bắt đầu giảm,
chiều cao của con người mỗi 100 năm giảm xuống một tấc, tuổi thọ giảm xuống một tuổi, giảm xuống lúc Đức Phật Thích Ca ra đời thì tuổi thọ của con người trung bình khoảng 70 tuổi, hiện tại tuổi thọ con người khoảng 60 tuổi. Có người nói, có những người sống đến hơn 90 tuổi hoặc hơn 100 tuổi. Không sai, nhưng có người sống mới hơn 10 tuổi thì chết, hoặc hơn 20 tuổi thì chết, hơn 60 tuổi là tính tuổi thọ trung bình mà nói. Số tuổi thọ cao giảm đi một chút, số tuổi thọ thấp thì tăng thêm một chút. Quân bình sự cao thấp này là khoảng hơn 60 tuổi, lại bắt đầu giảm xuống, giảm đến tuổi thọ con người khoảng 30 tuổi, thì lúc đó bệnh ôn dịch hoành hành, ai mắc bệnh này thì chết, không có thuốc chữa, con người chết vô số kể, chết hết khoảng 80%. Những người còn sống thì chạy vào rừng, sau núi thẳm mà sống, hoặc vào những làng mạc, hoặc tới những chỗ không có bệnh dịch mà sống. Lại đến lúc tuổi thọ con người còn khoảng 25 tuổi thì lại có nạn lửa. Lúc đó trong hư không hiện ra 7 mặt trời. Tại sao lại hiện ra 7 mặt trời? Vì đó là nghiệp lực của chúng sinh sở cảm. Hiện tại đang thám hiểm xâm lược không gian, vô duyên vô cớ, không chịu ở tại trái đất này, mà lại muốn đi đến những thế giới khác thám hiểm. Tương lai thám hiểm thì tới lui sẽ làm cho mặt trăng bớt đi, mặt trời thì nhiều thêm, trong hư không sẽ hiện ra 7 mặt trời. Lúc đó thế giới biến thành núi lửa, làm khô cạn, hết biển sông ngòi ao hồ, thiêu đốt hủy hoại thế giới, thiêu đốt lên tới cõi trời sơ thiền. Khi tuổi thọ con người khoảng 20 tuổi thì lại có một lần nạn nước. Nạn nước qua rồi thì thế giới bị thiêu sạch, vốn chẳng có nước, sau đó lại có trong hư không. Khí chảy sông lên, nước lại càng nhiều, nước nhiều thế giới này biến thành thế giới nước, nước ngập đến cõi trời nhị thiền. Người trời cũng bị ngập chết, lúc đó con người ở nhân gian còn lại rất ít. Nạn nước qua rồi, khi tuổi thọ con người khoảng 15 tuổi thì phát sinh nạn gió. Nạn gió này càng lợi hại hơn, thổi đến trời tam thiền. Do đó có câu, sáu cõi trời dục, đủ năm tướng suy, trên trời tam thiền có nạn gió. Dù tu đến trời phi phi tưởng, không bằng sinh về cõi Tây Phương. Sáu cõi trời dục giới là trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Khi người trời sắp chết thì có năm tướng suy hiện ra. Những gì là năm tướng suy? Đó là thứ nhất, hoa trên đầu héo. Người có vòng hoa đội trên đầu, khi năm tướng suy hiện thì hoa trên đầu héo úa. Thứ hai, quần áo dơ bẩn, y phục của người trời rất sạch sẽ, chẳng có dính bụi bặm, khi năm tướng suy hiện ra thì quần áo dơ bẩn. Thứ ba, hai nách ra mồ hôi, người trời không có ra mồ hôi, trời nóng cũng không ra mồ hôi, nhưng khi năm tướng suy hiện thì hai nách chảy ra mồ hôi. Thứ tư, thân tỏa mùi hôi, thân người trời thường tỏa mùi thơm, người tu đạo có sự thành tựu cũng sẽ tỏa ra mùi thơm. Ngài nói, ông đừng có suốt ngày đến tối tỏa ra mùi thơm, chúng sinh mà ngửi được mùi thơm này thì sẽ sinh chấp trước đối với ông, cho nên đừng có tỏa ra mùi thơm. Khi người trời năm tướng suy hiện thì mùi thơm chẳng còn nữa, mà tỏa ra mùi hôi. Và thứ năm, đứng ngồi không yên, người trời thường hay ngồi thiền, chẳng giống như chúng ta, giống như con khỉ, suốt ngày đến tối chạy nhảy lung tung, ngày ngày tìm việc làm. Người trời cũng rất ít nói chuyện, chẳng giống như chúng ta, nói chuyện tối ngày,
nhưng khi năm tướng suy hiện, thì đứng lên, lại ngồi xuống rồi lại đứng lên, tinh thần bồn chồn, bị mê mờ, một khi bị mê mờ thì bị đọa lạc, rồi chết đi. Cho nên nói, sáu trời cõi dục đủ năm tướng suy, trên trời đều có năm tướng suy này, trên trời tam thiền có nạn gió, tu đến cõi trời tam thiền, khi có nạn gió thì cũng sẽ bị gió thổi bay. Dù tu đến trời phi tưởng, dù bạn tu đến cõi trời phi tưởng, chẳng bằng sinh về cõi Tây Phương, chẳng bằng bạn sinh về cõi Tây Phương cực lạc giới, sau đó trở lại bằng con thuyền từ bi, đến thế giới này giáo hóa chúng sinh. Nạn gió qua rồi, lúc đó con người còn lại chẳng bao nhiêu. Đến khi tuổi thọ con người còn khoảng 10 tuổi, thì lại sinh ra một thứ bệnh ôn dịch. Thứ bệnh ôn dịch này cũng rất lợi hại. Con người còn lại càng ít, sau đó lại tăng. Mỗi 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi, chiều cao lại tăng thêm 1 tấc, tăng đến 84.000 tuổi thì ngừng. Một tăng một giảm gọi là một kiếp, 1.000 kiếp là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Thế giới không rồi về sau tại lại thành, thế giới không rồi về sau lại thành, thành trải qua 20 tiểu kiếp là tới trụ, trụ cũng trải qua 20 tiểu kiếp, hoại cũng trải qua 20 tiểu kiếp, không cũng trải qua 20 tiểu kiếp. Thế giới này do thành trụ hoại không mà luân chuyển, không cùng tận, giống như con người chết rồi lại sinh, sinh rồi lại chết. Thế giới luân chuyển không cùng tận, chúng sinh cũng không cùng tận, nghiệp lực của chúng sinh cũng không cùng tận, phiền não của chúng sinh cũng không cùng tận. Nếu như những thứ này đều tận, thì nguyện lực của con cũng không cùng tận, huống chi những thứ này đều không cùng tận. Mười phương hết thảy vô biên cõi, trang nghiêm các báu cúng Như Lai, tối thắng an lạc thí trời người, trải kiếp số bụi tất cả cõi. Mười phương thế giới hết thảy vô biên cõi nước, chư Phật dùng hết thảy các châu báu mười phương thế giới để trang nghiêm cúng dường Như Lai, dùng an lạc tối thắng, diệu lạc thù thắng bố thí cho chư thiên và loài người, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả cõi nước trong mười phương, con đều tu hành cúng dường. Nếu ai nơi mười nguyện vương này khi lọt qua tai xin lòng tin, cầu thắng bồ đề tâm khét ngưỡng, được thắng công đức hơn thí trên. Nếu như có người nghe thấy được mười điều nguyện vương diệu hạnh thù thắng của Bồ Tát Phổ Hiền khi lọt qua lỗ tai của họ, bèn xin lòng tin, thành tâm tha thiết cầu diệu thắng bồ đề và sinh ra tâm khát ngưỡng. Họ có một niệm tâm cầu bồ đề thì công đức của họ càng hơn hẳn. Công đức bố thí các châu báu trang nghiêm, các cõi nước nhiều như số cát sông Hằng, cúng dường Như Lai, tức thường xa lìa các tri thức, vĩnh lìa tất cả các đường ác, sớm thấy Như Lai vô lượng quang, đủ nguyện phổ hiền tối tháng này. Con người gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhuộm xanh thì xanh, nhuộm vàng thì vàng. Bạn theo người nào thì học theo người đó, cho nên mẹ của Mạnh Tử lựa chọn láng giềng, tức là căn cứ theo ý này. Nhà của Mạnh Tử lúc đầu ở gần nghĩa địa. Mạnh Tử hàng ngày đi chơi, giả làm một người chết, giả làm một quan tài, dùng bùn làm heo dê để cúng tế. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy tình hình như vậy, trẻ con mà học làm thứ việc này thì có đâu có phát triển khá được, do đó bèn dọn nhà đi chỗ khác. Dọn đến chỗ lò mổ thịt, Mạnh Tử lập tức học cách
thất mổ heo, giết bò. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy như vậy cũng không tốt, do đó lại dọn nhà đến chỗ gần trường học. Bấy giờ thì Mạnh Tử tập đi học, theo chúng bạn đi học. Khi đến trường thì trước hết hành lễ trước tượng Đức Khổng Tử, đi đứng đều có lễ nghi. Mạnh Tử cũng học theo. Mẹ Mạnh Tử nhìn thấy mới gật đầu đồng ý ở lại khu này. Mạnh Tử là một đứa trẻ, đi học được mấy ngày thì bỏ học, ham chơi không đi học nữa. Mẹ của Mạnh Tử cũng chẳng nói gì. Lúc đó đang dệt lụa, bèn lấy con dao cắt đứt khung cửi. Mạnh Tử nhìn thấy tình hình như vậy là không đúng, bèn chạy đến bên mẹ nói: "Mẹ ơi, tại sao mẹ nóng giận vậy? Có phải con làm việc gì sai không mẹ?" Mẹ Mạnh Tử nói: "Con không đi học thì cũng không giống như khung cửi này bị đứt, không còn dệt vải được nữa. Con có biết không, con không đi học thì tương lai chẳng có gì thành tựu hết." Mạnh Tử nói: "Vậy thì từ nay con sẽ tiếp tục đi học." Về sau Mạnh Tử trở thành một vị đại thánh nhân của Trung Quốc. Tại sao ông ta trở thành một vị đại thánh nhân? Vì mẹ của Mạnh Tử khéo dạy con, ba lần dọn nhà, dọn đến gần trường học, thì Mạnh Tử mới có cơ hội đi học, mới thành tựu sở học của ngài. Nếu như mẹ của Mạnh Tử lúc ban đầu không dọn nhà, ở gần chỗ nghĩa địa, thì Mạnh Tử bất quá chỉ là một công nhân ở nghĩa địa, giữ mồ mã mà thôi. Nếu ở gần lò mổ, thì Mạnh Tử bất quá cũng chỉ là một tên đồ tể mà thôi. Cuối cùng dọn nhà đến gần trường học, Mạnh Tử trở thành một vị học giả nổi tiếng. Đây gọi là xa lìa ác tri thức, gần gũi thiện tri thức. Cho nên bạn gần vật màu đỏ thì bạn biến thành màu đỏ, bạn gần vật màu đen thì biến thành màu đen. Muốn nhuộm màu cà phê thì thành màu cà phê, nhuộm màu vàng thì thành màu vàng. Cho nên hãy nhìn xem bạn nhuộm thành màu gì. Chúng ta gần gũi thiện tri thức cũng như thế, nếu gần gũi kẻ xấu ác thì họ sẽ xúi bạn làm chuyện xấu ác, đi các nơi phá hoại người, đến các nơi đố kỵ chướng ngại người, đây tức là ác tri thức. Chúng ta đừng gần gũi họ, phải xa lìa họ, vì xa lìa ác tri thức thì mới có thể vĩnh viễn lìa tất cả các đường ác. Nếu không xa lìa ác tri thức thì sẽ đọa lạc vào ba đường ác. Các đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, bốn đường ác. Trong các đường ác thì thọ tội khổ. Tại sao phải thọ tội khổ? Vì bạn theo ác tri thức, học theo ác tri thức, sau đó thì tạo nghiệp, ác tội lỗi, tạo rồi thì phải đọa lạc vào tất cả các đường ác. Hiện tại đã lìa khỏi ác tri thức, cho nên xa lìa tất cả các đường ác. Khi bạn xa lìa các đường ác thì sẽ sinh vào trong các đường lành. Con người ở tại nhân gian, trừ ác rồi tức là thiện, nếu không có việc ác tức là việc thiện. Bạn có việc thiện thì có nghiệp thiện, có nghiệp thiện thì sẽ được thiện báo, thì sẽ sớm gặp được Phật, sớm sẽ gặp được Đức Phật A Di Đà, Đức Phật vô lượng quang, Đức Phật vô lượng thọ. Của thế giới cực lạc đến được thế giới cực lạc ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà thì sẽ viên mãn đầy đủ 10 đại nguyện vương tối thắng này của Bồ Tát Phổ Hiền. Người đó khéo được thắng thọ mạng, người đó khéo được sinh làm người, người đó chẳng lâu sẽ thành tựu như hạnh Bồ Tát Phổ Hiền này. Có người đó sức màu chóng đắc được trường thọ sống lâu. Có người nói trong Phật giáo có tướng không thọ giả, hiện tại lại nói thọ mạng tối thắng, đây chẳng phải là tướng thọ mạng chăng? Tướng thọ giả ở đây chẳng phải là họ muốn được tướng thọ giả. Đây là do họ xa lìa ác tri thức, xa lìa các đường ác, thấy được Phật A Di Đà. Dù bạn không muốn trường thọ, cũng nhất định trường thọ. Chẳng phải như chúng ta ở thế giới này, con người ai cũng muốn được trường thọ, cũng chẳng được trường thọ, muốn an vui cũng chẳng được an vui chân thật. Đến thế giới cực lạc,
thì thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Phật A-di-đà thọ mạng vô lượng, chúng ta cũng thọ mạng vô lượng. Phật A-di-đà quang minh vô lượng, chúng ta về thế giới cực lạc, quang minh cũng vô lượng, cho nên người này khéo được thắng thọ mạng, đây là do nghiệp thiện mà đắc được, chứ chẳng phải là chấp trước. Người này nếu muốn giáo hóa chúng sinh thì họ sẽ tái sinh trở lại nhân gian, mà tất cả đều viên mãn. Đây gọi là thừa nguyện trở lại. Nếu họ không muốn trở lại thì không cần lại, đây mới thực sự là tự do. Người đó chẳng bao lâu sẽ thành tựu công đức mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Giống như hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu không có khác biệt, hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất, cho nên bạn sẽ thành tựu hạnh môn của Ngài tu. Thuở xưa do không có trí huệ, tạo nghiệp ác, năm tội vô gián, tụng đại nguyện vương Phổ Hiền này, một niệm mau chóng đều tiêu diệt. Ở trước có nói, thuở xưa tạo ra các nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả nay con đều sám hối. Thuở xưa tạo ra tất cả các nghiệp ác là do tham sân si. Tại sao có tham, có sân, có si? Vì chẳng có trí huệ, chẳng có lực bát nhã. Tại sao con người tạo nghiệp, tạo nhiều điều ác? Vì chẳng có trí huệ, cho nên tạo ra đủ thứ nghiệp ác. Người có trí huệ chân chánh thì sẽ không tạo nghiệp ác. Cho nên nói, thuở xưa, lâu xa, do chẳng có sức trí huệ, con người là năng tạo, nghiệp là sở tạo. Ai năng tạo? Ai chẳng tu pháp lành, tu pháp ác, tức là kẻ năng tạo. Người có năng tạo rồi thì sẽ có nghiệp sở tạo. Nghiệp tạo ra thì người năng tạo phải thọ báo. Sở tạo nghiệp, cực ác, có năm thứ. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết A-la-hán. Thứ tư, phá hòa hợp tăng. Chư tăng gọi là chúng hòa hợp, bốn người trở lên mới gọi là tăng. Tăng có lục hòa. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ, tức thân thể cùng ở với nhau, không thể đấu tranh, đánh lộn với nhau. Thứ hai, miệng hòa vô tranh, tức chư tăng cùng với nhau, không thể tranh luận thị phi, không thể nói thị, nói phi. Hòa hợp tức là không tranh. Trong Kinh Kim Cang có nói, tam muội vô tranh, người xuất gia cùng ở với nhau không tranh đua, nếu bạn tranh đua thì sẽ có tướng ta, người có ta, người thì sẽ có thị phi. Có thị phi thì có hơn thua thì có tướng chúng sinh, có tướng chúng sinh thì có tướng thọ mạng, có bốn tướng rồi thì sẽ chẳng đắc được định lực chân chánh. Ý hòa, đồng duyệt. Ý phải hòa với nhau, không thể bạn có ý của bạn, tôi có ý của tôi, mọi người đều rất an lạc vui vẻ. Lợi hòa, đồng quân, có lợi ích thì mọi người cùng thọ hưởng với nhau, chẳng phải chi riêng một người thọ hưởng, có lợi ích thì mọi người phân chia cùng hưởng. Kiến hòa đồng giải, tức ý kiến cũng phải tương đồng, như học Phật Pháp, mọi người cùng nhau có kiến giải. Giới hòa đồng tu, mọi người cùng nhau tu hành, giữ gìn giới luật, có lục hòa này mới gọi là hòa hợp tăng. Nếu trong chư tăng chuyên môn khêu chọc, ly gián, nói chuyện thị phi, khiến cho chư tăng không hòa hợp nhau, đây gọi là phá hòa hợp tăng. Làm cho thân Phật chảy máu, có người nói, hiện tại con người sinh ra sau Phật, đại khái không thể làm cho thân Phật chảy máu. Chẳng phải phàm là phá hoại đối với Phật giáo, đều có thể gọi là làm cho thân Phật chảy máu, phá hoại Phật bảo, đập bể tượng Phật, tuy chỉ là tượng Phật, cũng giống như làm cho thân Phật chảy máu. Hoặc đốt tượng Phật, cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu, hết thảy kinh điển là pháp thân huệ mạng của Phật, tất cả kinh điển ở tại chỗ nào thì có Phật ở chỗ đó. Nếu thiêu hủy kinh điển thì cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu.
Chư Tăng nương vào Phật giáo mà tu, tương lai sẽ thành Phật, vẫn khiến các chư Tăng bất hòa với nhau, đây cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Không cung kính Tam Bảo, phá hoại Tam Bảo, đây đều gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Cho nên, làm cho thân Phật chảy máu không nhất định lúc Phật còn tại thế mới có, mà hiện tại không, sau khi Phật đã nhập vào Niết Bàn, nếu không ủng hộ Phật giáo, ngược lại phá hoại Phật giáo, thậm chí phá hoại việc xuất gia nào đó, đều đã làm cho thân Phật chảy máu, đều là trong năm tội ngũ nghịch, đều có thể nói là cực ác. Cực ác, tức là tội ác đó rất lớn, không thể nào so sánh được. Quả báo, tội, cực ác, thọ là phải đọa vào địa ngục A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn, nghĩa là vô gián, có năm thứ địa ngục vô gián. Thứ nhất là thời vô gián, cũng gọi là kiếp vô gián, từ khi ngày đầu tiên vào địa ngục vô gián, cho đến ngày cuối. Không có giây phút nào ngừng thọ khổ liên tục không ngừng, cho nên gọi là thời vô gián. Thứ hai, hình vô gián, thân hình đọa vào địa ngục, một mình cũng thấy đầy trực địa ngục, nhiều người cũng đầy trực địa ngục. Thứ ba, khổ vô gián, địa ngục có địa ngục núi đao, địa ngục chảo dầu sôi vân vân, đủ thứ địa ngục đều khiến người thọ khổ, sự thọ khổ này cũng không gián đoạn. Thứ tư, quả báo vô gián, bất luận bạn là người ở đâu đều phải thọ quả báo này, thọ thứ khổ này. Thứ năm, mạng vô gián, đọa vào địa ngục, một ngày một đêm, vạn lần chết vạn lần sống lại, một ngày một đêm, chết mấy vạn lần, sống lại mấy vạn lần. Trong địa ngục thọ khổ, thọ đến cực điểm thì chết, chết rồi lại có gió nghiệp thổi đến, thì lại sống dậy. Nếu có thể tụng niệm 10 điều nguyện vương Bồ Tát Phổ Hiền này, thì trong một niệm rất mau chóng tiêu diệt được tội ngũ nghịch vô gián này. Chủng tộc giống loài và dung, nhan, tướng tốt trí huệ đều viên mãn, các ma ngoại đạo không phá được, làm bậc ứng cúng của ba cõi. Chủng tộc, dòng dõi, giống loài, dung nhan, tướng mạo đều viên mãn, trí huệ cũng viên mãn rộng lớn, tướng mạo cũng trang nghiêm, hết thảy các thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, vì 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền có sức lực không thể nghĩ bàn đến hộ trì bạn. Kham làm bậc ứng cúng, chứng quả A-la-hán của ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Sớm đến dưới cội cây bồ đề, tĩnh tọa hàng phục các chúng ma, hành đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, khắp lợi tất cả các hàm thức. Mau chóng, sớm sẽ đến dưới cội bồ đề thành Phật, ngồi đại đạo tràng dưới cội bồ đề, hàng phục tất cả các ma, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển đại pháp luân, khắp lợi ích hết thảy tất cả chúng sinh. Nếu ai nơi nguyện Phổ Hiền này đọc tụng thọ trì và diễn nói, quả báo chỉ Phật chứng biết được, chắc chắn được thắng đạo bồ đề. Nếu có ai tu hành 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này, hay đọc tụng thọ trì và diễn nói cho người khác nghe, thì quả báo này chỉ có Phật mới có thể chứng minh biết được, họ chắc chắn sẽ đắc được đạo bồ đề. Nếu ai tụng nguyện Phổ Hiền này, tôi nói ít phần căn lành đó, một niệm tất cả đều viên mãn, thành tựu chúng sinh, nguyện thanh tịnh. Nếu có ai hay tụng 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, tôi nói ít phần căn lành đó, trong một niệm sở cầu tất cả đều viên mãn, thành tựu nguyện thanh tịnh của tất cả chúng sinh phát ra. Con đem thắng hạnh Phổ Hiền này, vô biên thắng phước đều hồi hướng, khắp nguyện các chúng sinh chìm đắm, sớm về cõi Phật vô lượng quang. Hạnh Phổ Hiền này là một thứ hạnh môn thù thắng vi diệu, vô lượng vô biên phước báu, con đều hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, khắp phát đại độ,
thoát hết thảy tất cả chúng sinh, chìm đắm trong biển khổ, sớm được vãng sinh về cõi Phật vô lượng quang, thế giới cực lạc, cụ Đức Phật A Di Đà. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.